Xin chào các bạn, hôm nay ra vườn hái ít rau cho thỏ ăn nè, rồi quay cái cảnh vườn nó bị đông đá như thế nào để cho các bạn xem. Bây giờ là chiều nắng rồi, trời nắng từ buổi sáng giờ là 8-9 tiếng đồng hồ rồi mà những cái tảng. Còn đây là chậu rau ngò om của mình nè các bạn. Đó, ngò om thì lúc nào cũng có nước ở trong cái thùng này. Bây giờ nhìn giống rau câu ngò om các bạn ha. Đó, đông đá luôn, cỏ cũng đông đá luôn. Chỗ nào có nước đó là thành tảng băng hết. Bây giờ mình gỡ hết cái miếng băng này lên nó như thế nào ha. Sao gỡ được. Nhìn cũng vui các bạn. Các bạn thấy vui không? Mùa đông cũng có cái vui của mùa đông này. Giờ sao thì gỡ cái miếng đá này lên ta. Té luôn các bạn ơi. Đó, được một miếng nè. Các bạn thấy chưa? Bể luôn ha. Đó, rau ngổ thì vẫn còn đây. Thơm mùi rau ngổ. Rau ngổ đông đá, rau ngò om đông đá. À, bữa sau chắc làm món canh chua đông đá quá các bạn ơi. Ăn thử ra sao. Quá wow, chừng là lạnh thấy không. Vậy làm sao cây dâu tây nó sống được. Mà cây dâu tây là thuộc dạng chịu lạnh đó nha các bạn. Chứ là loài rau mà xứ nóng là đã hư rồi. Đó. Ha. Thu hoạch rau ngổ. Wow. Rau ngổ vẫn còn sống nè các bạn. Rễ vẫn còn nè. Không. Mà đá nó đông luôn rồi. Nó còn thơm phức rau ngổ luôn á. Ha. Ngon quá chừng nè. Rau ngổ sống dai với bộ. Nè các bạn. Mùa đông thấy băng không? Lạnh lùng mùa đông, băng giá mùa đông. Đó, đôi lúc mình cũng có khuôn mặt à, ngày nào mình bực bội lạnh lùng á, mình cũng giống như tảng đá mùa đông này. Quá chừng là rau nó dính ở trong tảng đá các bạn thấy không? Thấy thương không? Tội nghiệp không? Đó, thu hoạch rau ngổ bằng tảng đá. Rồi. Miếng này dỡ lên. Đó. Vậy mà rau cỏ nào mà chịu nổi. Rồi, mình chia sẻ cái mùa đông đá ở bên Mỹ như thế nào cho các bạn xem ha. Chỗ nào có nước là đều đông hết như vậy. Bạn thấy đó, thú vị ha. Cũng vui chứ bộ. Hôm nay mình ra mình quay lại mấy thùng dâu cho các bạn xem. Bữa nào sáng sớm á, mình ra mình quay nữa. Là mấy cái lá dâu này nó bị dính đá đó các bạn. Mà tới chiều nó được như vậy nè. Bạn thấy dâu nó sức chịu lạnh cũng nhiều quá ha. Ha. Cũng không có đến nỗi mà nó úa, nó dập luôn. Nó nhả lạnh ra cái, nó tan đá cái rau. Dâu nó chuẩn bị nó phát triển, nó xanh lại ha. Còn đây là chậu súp lơ màu xanh của mình nè các bạn. Bông cải màu xanh đó. Mình gieo sau này nè. Mình để mình trồng tiết thử nó như thế nào. Mà nó đã ra bông rồi nè. Đó, nhưng mà đá băng, buổi sáng băng đá hết trơn chỗ này luôn. Lá cũng bị băng luôn. Dính đá tùm lum hết. Nhưng mà tới chiều cái nhả ra cây vẫn còn tươi ha. Cây bông cải màu xanh này sống lạnh được. Nhưng mà lạnh quá thì cũng không phát triển được đâu. Các bạn thấy không? Đá nè, đó, nó đông. Có chút xíu nước mưa là nó thành đá nè. Tới chiều rồi mà đâu có tan đâu. Đó. Mình gỡ nguyên cả miếng luôn cho các bạn xem nè. Đó, ở dưới vẫn còn nước ha. Lạnh quá. Mấy cây cỏ này cũng sống dai ha. Sống trong đá lạnh nè. Thì tới sống được thì tới mùa xuân thì mình thu bắp cải ha. Tới tháng 3, tháng 4 mình thu bắp cải. Còn không sống được thì thu lá thôi. Thu hoa. Thu những cái hoa giống cho thỏ ăn. Rồi, mình đã quay hai thứ. Còn đây là cái cây bắp cải mà mình trồng bằng cái gốc đó các bạn. Mấy bữa nó tốt, nó xum xê lên, bây giờ cũng bị đông đá nè. Đó. Đó. Trồng bằng cái cồi á, cái cùi của bắp cải đó các bạn. Mùa xuân sẽ ra cho mình nhiều hoa đẹp, rồi ra giống cho mình sẽ hái nha. Nhìn nó tàn tàn như vậy chứ mùa xuân nó đẹp lắm á. Ra nhiều hoa lắm. À, đây là chậu rau xà lách son nè các bạn. Bây giờ bị đá phủ đã trụi hết trơn rồi ha. Còn đây mớ xà lách son nè. Còn đây là cây cây gì ha? Cây ngải cứu.
ngải cứu mà bỏ vô trong này cũng sống được nè. Sang năm bứng ra ha, ngải cứu cũng sống được mùa đông luôn đó. Thì cũng băng đá nè, chỗ nào cũng có băng đá hết. Rồi, còn cái này rau gì đây không biết, rau cần nước nè, cũng cố tàn hết rồi. Mấy cái bụi rau này mình nhổ bớt nè các bạn, để mình đem vô nhà trồng mà chưa đem nữa, còn để đó vẫn sống được luôn. Đó, các bạn thấy không? Lá rau nè, chịu lạnh nè, tội nghiệp không? Ngày nào mình thấy rau mà bị đông đá đó, mình canh mình sẽ ra mình quay cho các bạn xem ha. Đó, sáng sớm thì đá phủ mà buổi chiều cũng ra lá xanh ha. Các bạn thấy chưa? Ở đây còn có một chùm bông nữa nè. Lạnh quá làm sao lớn được, cái tay của mình nó tê buốt luôn các bạn, nó đỏ hết trơn lạnh. Đó, các bạn thấy không? Nhiều lúc ở trên nó xanh như vậy nhưng mà ở dưới nè, băng đá ở dưới đó, cái đất á nó cứng ngắc luôn. Ha. À, quay cho các bạn thăm mấy thùng rau bây giờ đó, nó vậy đó các bạn. Nó không có trái gì để mà hái đâu. Hoa thì cũng thành màu xám luôn rồi, màu đen rồi, không có lá gì đâu, có trái gì đâu, cũng không có hoa luôn ha. Thùng thứ ba đã xong đó, nãy giờ mình quay ba thùng rồi. Thùng này thùng thứ tư này, thùng thứ tư này ha, mấy bữa mình quay được mấy cái trái ở đây này. Giờ lạnh quá cái trái nó thành màu sô cô la luôn, nó lạnh không có tay mình nó buốt luôn các bạn ơi. Rồi, giờ mặt trời cũng xuống rồi. Trời lạnh lâu lâu chỉ có một ngày, một ngày có mặt trời thôi, còn không thôi nó âm u miết các bạn. Đây là dâu bubble berry nè, vẫn còn tươi tốt ha, nhưng mà không có ra trái nổi thôi. Cứ đông đá, sáng đông đá, chiều nhã đông, làm sao mà ra trái được. Ở đây nè, ở đây có một miếng cỏ ở đây mà cũng có đá luôn nè các bạn. Còn lạnh thôi, cũng tan hết. Ha, thương mấy chùm dâu quá. Cái này là dâu bạch tuyết chứ. Còn cái này nè, dâu bubble berry nè. Bubble berry bây giờ cũng úa tàn luôn rồi, đâu có ra hoa ra gì. Vẫn còn cái hoa nè. Thương mấy bụi dâu quá. Thôi ráng đi, chống lạnh mùa đông đi, rồi tới mùa hè rồi đua nhau nở hoa ra trái. Đó, có cái hoa đang nở, cái lạnh quá nó hú lại, còn có chút xíu ở trong có cái nhị đen thù lui ha. Rồi, thùng bubble berry, rồi thùng thứ bảy cũng như vậy thôi. Cái thùng này á, cái cuốn rau của nó mọc lắm đó, cái gốc của nó bự, nhưng mà mấy cái lá khô này nó bảo vệ để cho cái gốc này nó được sống nè, chứ không thôi nó cũng úa tàn luôn á ha. Nhiều lá khô sưởi ấm cho cái gốc, gốc nó lớn lắm. Dâu này là giống dâu triệu biêu đó các bạn, cái gốc nó rất là lớn nhưng mà nè, gốc mạnh bự lắm, mà mấy cái lá khô này, nhờ mấy lá khô này nó ủ, nó sưởi ấm cho cái gốc để cái gốc được sống nè các bạn, chứ không thôi lạnh lắm. Nhưng mà có một trận mưa xuống nha, xong rồi bị đông đá đó, nhìn cái chậu dâu của mình mới thấy thương. Nguyên một tảng băng ở dưới, còn nhóc lá dâu nó cứ trồi lên khỏi tảng băng. Bữa nào ráng dậy sớm, sáng sớm mình ra mình quay cho các bạn xem cái cảnh dâu nằm, những cái lá dâu nó nằm trong băng đá, nhìn nó thương như thế nào cho các bạn thấy ha. Đó, bên này cũng vậy, cái thùng dâu thứ 8 nè, mập mạnh quá chừng, bây giờ cũng ngủ đông luôn. Ngủ đông mà có mấy cái này làm mền đắp này các bạn, mấy lá già lá khô này cũng lợi lắm đó. Rồi, đã quay xong tất cả 8 thùng dâu và một thùng dâu triệu view cho các bạn xem rồi đó. Mùa đông chỉ như vậy thôi. Rồi, các bạn thấy cây bông atiso chưa? Lúc buổi sáng á các bạn, đá đó mà nó bọc cái lá này, mà tới trưa cái nó nhả ra nó sống lại bình thường ha. Sức chịu đựng của cái những cái cây sống lạnh thiệt là hay ha. Đó, không có bị úa úng tàn bởi đá băng. Rồi bên này các bạn xem trái cà tím nè, còn sót lại mình chưa hái nè, nó cũng đông đá cứng ngắc luôn mà bây giờ nó nhã ra rồi.
Thôi cho con thỏ ăn ha. Thỏ ơi, cho củ cà tím nè. Đó. Đằng say mê ăn cà rốt, không có để ý tới những cái món ăn khác ha. Cà rốt là số 1 rồi. Thỏ bông này núp qua bên, nhường cho hai cô kia. Nhường cho hai chú thỏ kia ăn cà rốt. Thỏ bông qua bên này nè, ăn rau tầng ô. Chú Lan đó rồi. Các bạn thấy chú Lan sống hòa thuận với thỏ không? Với thỏ các bạn cứ núp vô thỏ để hưởng hơi ấm mà. Mùa đông này có ba chú thỏ này ủ cho chú Lan ấm cũng tốt lắm á ha. Lông xù quá chừng luôn. Rồi cứ ăn đi ha. Mấy cái bắp cải tội nghiệp của mình nè các bạn, lúc sáng cũng bị đông đá cứng ngắc luôn, mà tới chiều tối cái nhả đông ra nè. Nhìn cũng ok ha. Không biết có qua nổi mùa đông không. Đó, qua nổi mùa đông thì tới mùa xuân là mình được hái bắp cải đó. Những cái bông cải màu xanh này cũng vậy nè các bạn, lúc sáng cũng đông đá luôn. Chịu lạnh được mà. Nó úa úa, nó dập dập sơ sơ xong cái nó tỉnh lại, nó sống tiếp các bạn, không có ảnh hưởng gì hết ha. Đó, đây nữa nè, đây cái sắp ra nè. Đó, đang úp ha. Thì thường quá, lặng ngắt luôn á nè. Rau húng lủi nè. Rau kinh giới nè, vẫn còn sống ha, không có sao hết luôn. Công nhận mấy cái rau này ở Việt Nam đó các bạn, mà qua đây chịu lạnh đó. Cái cây bông cải của mình nè, chay bữa lớn lên tế hái cho thỏ ăn chứ lạnh quá nó đen hết trơn rồi các bạn, cũng sống được luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.